Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà Đẹp để review những căn hộ thực tế do Mark Home thực hiện. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ theo chân Ngọc Huyền. Huyền ơi, nay đi đâu thế em? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến ghé thăm công trình nhà chị Liên ở Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và để biết được công trình này có gì đặc biệt thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Xin mời quý vị. Thực ra thì tôi đùa quý vị một chút thôi. Hiện tại tôi đang có mặt ở ngay trước công trình rồi. Quý vị có thấy background đằng sau tôi không ạ? Cực kỳ đẹp với núi non. Và với một căn hộ như này thì chúng ta sẽ có điều gì trong ngày hôm nay Huyền? Đầu tiên nhá, khi mà ở đây thì chúng ta sẽ phải để ý là một cái không gian này rất là rộng. Và cái công trình nhà của chị Liên này thì tọa lạc trên một mảnh đất cũng khá là rộng rãi. Đối với Hùng biết là khoảng tầm bao nhiêu mét không? Anh có xem qua trước khi đến đây rồi và đến đây anh hỏi thêm gia chủ nữa. Chúng ta sẽ có một khoảng đất với diện tích gần 1.000 mét vuông. Khá là vuông vắn luôn. Đúng rồi, gần 1.000 mét vuông. Và thực sự công trình ở đằng sau tôi nó đẹp. Nó vô cùng đẹp, đẹp hơn tất cả những gì mà tôi đã nhìn qua 3D mà quý vị có thể nhìn thấy cái. Nếu mà quý vị có thể đặt chân ở đây và nếu quý vị nào gần cái khu vực này nhá, thì tôi khuyên quý vị có thể đến tham quan công trình này. Bởi vì nó thực sự là một công trình mang phong cách đặc trưng của Mark Home và nó đẹp đến từng chi tiết luôn quý vị ạ. Đây, quý vị có thể thấy là trước khi bước vào căn nhà chính thì chúng ta có thể thấy là xung quanh đây được bố trí rất là nhiều những cái cây cảnh này, rồi là những cái vườn xung quanh. Đúng rồi, anh thích ngôi vườn, anh nói với Huyền rồi, luôn luôn anh cực kỳ thích ngôi vườn. Và ngôi nhà này nó anh mang lại cho anh rau, đúng, đúng rồi, nó mang sự gần gũi. Ở nhà anh cũng ở thôn quê thôi mà, cho nên là khi mà về những cái thôn quê ấy thì khi mà có vườn rau thì cực kỳ là một cái điều nó gây anh cái sự rất là hứng thú. Ở đây thì chúng tôi đã thiết kế cho gia chủ một cái khoảng sân khá là rộng. Rất là rộng để hoàn toàn có thể để những chiếc ô tô. Và ngoài ra khu vực cuối ở đằng sau sảnh phụ như quý vị nhận thấy thì cũng làm thêm một chiếc gara nhỏ nữa để có thể để xe máy, đúng không? Và toàn bộ cái khu vực sân này thì đều được lát bằng gạch ceramic chống trơn. Đúng rồi. Nó sẽ ở căn nhà này thì có rất là nhiều trẻ em cho nên là việc lát cái này hoàn toàn là hợp lý. Mà nó cũng tổng hòa cùng với hình khối chung của ngôi nhà, quý vị có nhìn thấy không? Căn nhà được sử dụng lối thiết kế hiện đại, một tầng mái Nhật mang phong cách đặc trưng của Mark Home. Chúng ta có thể nhìn thấy được hệ mái sử dụng hệ màu ghi, sử dụng ngói Fuji, đúng không? Nếu quý vị nào vẫn còn lo lắng về việc chúng ta nên sử dụng hệ mái nào thì hoàn toàn quý vị có thể nhìn thấy căn này ở đây cực kỳ mát luôn. Hiện tại chúng tôi đang quay ở thời gian khá là nóng nực ở giữa trưa, tuy nhiên thì vừa nãy vừa vào thăm chủ nhà thì nó sẽ cực kỳ là mát mẻ quý vị nhé. Tổng thể thì ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, quý vị có thể nhìn thấy tất cả những cái phào chỉ màu xanh này kết hợp cùng với ngói này, cùng với lại phần phía chân tường này, tạo một cái tổng quan rất là hài hòa. Khi mà chúng ta nhìn vào thì sẽ cảm thấy rất là mát mắt, rất là dịu mát luôn. Anh thấy nó cái đặc điểm nổi bật đó chính là cái phần mà chúng ta kết hợp giữa mái Fuji ghi cộng với cái màu trắng sơn tường nhà và kết hợp vào đó là cái phần chân chúng ta sơn lên màu xanh và những cái đường kẻ chỉ lõm nữa, nó tạo nên cái hình khối nó cực kỳ dễ chịu và hiện đại nữa. Về cái phần từ sân cho đến sảnh trước thì ở đây thì gia chủ đã sử dụng hệ bậc ngũ cấp em nhé. Hệ bậc ngũ cấp này thì nó vừa giúp cho ngôi nhà chúng ta là cao ráo này, bề thế rất nhiều, và bên cạnh đó thì theo phong thủy đây là một những cái trong những quặc rất là tốt, tượng trưng theo ngũ hành. Đúng rồi, là kim thủy mộc hỏa thổ. Đấy, kim mộc thủy hỏa thổ. Đúng rồi, tượng trưng cho âm dương ngũ hành. Ở đây thì hoàn toàn chúng tôi sử dụng bằng đá hoa cương. Ở giữa thì có trang trí thêm nền đỏ nữa, giống như những cái tấm thảm để mời quý vị vào nhà. Hiện tại thì Hùng đang đứng ở phía sảnh trước nhé. Thì sảnh trước chúng ta có một cái hệ cột khá là rộng, khá là chắc chắn luôn. Thường thì những căn nhà chúng ta sẽ nhìn thấy hai hệ cột đúng không em? Nhưng mà ở đây thì nó thiết kế hơi cách điệu đi một chút. Chúng ta sẽ có một cái hệ cột rất là chắc, khỏe, to. Tuy nhiên thì lại mang được cái vẻ tinh tế của căn nhà. Ở bên này thì chúng ta không làm hệ cột nữa mà ở đây sẽ là một cái khu vực mà chúng ta thôi, đúng rồi. Đây chính là cái bờ tường để phòng ngủ nhé. Ở đây chúng ta sẽ trang trí thêm một cái bức tranh như này. Đố anh Hùng biết là cái bức tranh này thì nó làm bằng chất liệu gì? Đầu tiên thì anh nghĩ nó là tranh đá, nhưng mà sau khi đến gần thì anh nghĩ nó là tranh dán tường. Đúng rồi, đây chính là một bức tranh dán tường mà có thể thấy là chủ nhà chúng ta đã rất là phải tìm tòi này để có một cái bức tranh mà nó phù hợp với cái không gian này. Cảm thấy là chị chủ nhà một cái rất tinh tế đúng không? Rất tinh tế, rất là thẩm mỹ. Và trước khi mà bước vào căn nhà chính thì chúng ta sẽ đi qua một hệ cửa. Hệ cửa ở đây thì Đỗ Anh Hùng biết đây là được làm bằng chất liệu gì? Huyền có thể định nói là gỗ lim Nam Phi đúng không?
Không. Anh nhìn thì rất giống anh mà. Anh nhìn thì rất giống gỗ lim. Đúng rồi, nhìn thì rất là gỗ lim đúng không? Mới từ đầu khi mới vào em cũng tưởng đây là hệ cửa gỗ, nhưng thực ra là không phải. Hệ cửa này thì được làm bằng thép giả gỗ. Thép sơn giả gỗ quý vị nhá. Nó rất là nhẹ. Nhẹ nhàng. Gia chủ có chia sẻ là khi mà chị làm căn nhà trước ấy, thì chị làm bằng cửa gỗ. Nhưng mà sau khi mà quá trình mà có nhiều trẻ em ấy sử dụng nhiều thì nó hay bị xước ở những cái phần răm này. Đúng rồi. Đó, cho nên là gia chủ đã quyết định là sử dụng cái vật liệu là thép. Tuy nhiên thì vẫn muốn giữ được cái tổng hòa, cái ngôi nhà, cái màu sắc, cái mỹ quan, cho nên là chị đã sử dụng vật liệu thép. Thép giả gỗ. Đúng rồi, nó bền, không lo cong vênh đúng không? Vâng, và em có tìm hiểu được thì cái vật liệu thép giả gỗ này thì có giá trị là khoảng tầm hơn 2 triệu một mét. Hơn 2 triệu thì cũng khá là tương đồng với chất liệu gỗ lim Nam Phi đấy. Quý vị có thể là cân nhắc quý vị nhé. Và đối với cảm quan về mỹ quan thì cũng thấy cực kỳ đẹp. Còn nếu mà để về công năng rồi mọi thứ thì chắc là chúng ta cần phải thời gian nữa đúng không? À, và không gian đầu tiên chúng ta bước vào thì đó chính là một phòng khách. Phòng khách này thì khoảng tầm bao nhiêu mét vuông Hùng nhỉ? Phòng khách này kết hợp với phòng bếp luôn quý vị nhé. Có chiều rộng cực kỳ rộng luôn là 50 mét vuông. 50 mét vuông cả phòng khách và phòng bếp. Chúng ta chỉ sử dụng một cái kệ tivi để chúng ta có thể ngăn được phòng khách với phòng bếp như này thôi. Thì như quý vị nhìn thấy thì cái phòng khách này nó cũng khá là rộng rãi để có thể chúng ta kê được một bộ ghế sofa, bàn trà. Ngoài ra thì phần phía mặt trước thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một cái hệ cửa sổ rất là rộng để giúp cho căn phòng không quá bị tối, cũng như là giúp cho cái căn phòng trở nên thông thoáng hơn. Và anh có để ý là em cảm thấy rất là ấn tượng với cái không gian màu sắc và cách thiết kế màu ở đây. Bộ sofa màu xanh này, rèm màu xanh này, và phía trên các phào chỉ trên trần cũng màu xanh nữa. Đúng rồi. Để tạo một cái không gian mà tổng hòa màu sắc. Chắc chắn là gia chủ. Đúng rồi, chắc chắn là chúng ta cùng với gia chủ đã làm việc rất nhiều về vấn đề màu sắc để ra một cái căn hộ nó thiết kế cực kỳ chi tiết như này. Nhưng anh thì anh lại để ý về những cái phần công năng nhiều hơn. Như em thấy thì tất cả những cái phần mà tường này ngoài những vật sơn ra thì chúng ta còn ốp thêm một lớp đá granite nữa. Nếu quý vị có xem thiết kế của chúng tôi ở căn hộ trước, chúng tôi bình luận là có ốp tất cả các phần tường đúng không? Nhưng ở đây chỉ ốp phần này thôi thì nó giữ được cái vẻ đẹp sạch sẽ cho ngôi nhà. Đó, như chúng tôi chia sẻ, gia đình rất nhiều trẻ em cho nên là nó luôn luôn căn phòng luôn luôn được sạch sẽ và sáng sủa đúng không? Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ. Phòng ngủ này được coi là phòng ngủ master cho cả gia đình. Trong này thì sẽ có một nhà vệ sinh riêng. Phòng này thì có diện tích là 17 mét vuông. Nó sẽ rộng hơn hai phòng ngủ mà chúng ta sắp review, có chỉ diện tích là 15 mét vuông thôi. Thì với một căn phòng ngủ master thì 17 mét là khá là thoải mái rồi. Có một nhà vệ sinh khép kín rộng 3 mét. Và một đặc trưng của chúng tôi, cánh cửa sổ cực kỳ rộng, rất là thoáng, hướng ra bên ngoài, quý vị thấy không? Khi tỉnh dậy chúng ta hoàn toàn ngắm khu vực đằng trước ban công nhà luôn. Rất là đẹp quý vị ạ. Đúng không? Và ở trong này thì nhà vệ sinh của chúng tôi, trong này thì cũng có thiết kế đầy đủ các, có sắp xếp đầy đủ các loại trang thiết bị như là lavabo này, bồn vệ sinh này, và tắm sen này, phía trên này còn có bình nóng lạnh nữa. Nói chung là thiết kế thì khá đặc trưng. Và không gian tiếp theo mà chúng ta sẽ đến thì đó chính là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Ngủ thứ hai này thì đây là phòng ngủ mà dành cho bé lớn của gia đình. Căn nhà thì có 3 bé này. Cái này, căn phòng này thì cho bé lớn. Bé lớn đây thì có thể là có một không gian riêng để học hành ở bên này này. Rồi là có giường này, rồi là tủ này. Quý vị có thể nhìn thấy không? Đó. Đó. Tại sao mà gia đình sẽ phải ốp cái phần granite và sử dụng cửa bằng cửa thép thay vì cửa gỗ đó. Ở đây cũng có thêm một cái cửa sổ. Cửa sổ này cũng khá là rộng. Cửa sổ này thì giúp cho chúng ta là có thể điều hòa không khí này, giúp lấy ánh sáng và không khí từ bên ngoài vào. Căn phòng trở nên mát mẻ hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Thêm một yếu tố kỹ thuật nữa mà Hùng muốn giới thiệu cho quý vị khán giả của với Ngọc Huyền nhé. Tại sao mà chúng ta bước vào căn phòng này rất là mát như vậy? Vì chúng tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng cái độ cao của từ sàn nhà cho đến trần và từ phía trần tới đến mái. Thì độ cao ở đây là 3m9 quý vị nhé. Cực kỳ hợp phong thủy, thứ nhất là nó rất là cao ráo, thoáng mát. Thứ hai nữa là chúng ta cũng có một cái khoảng không ở khu vực mái để làm sao cho khi mà nắng chiếu vào nó không bị quá hắt hơi. Giống như việc là chúng ta sử dụng mái bằng. Mái bằng là loại mái mà Hùng rất lo về cái vấn đề là chúng ta chống nóng. Nhưng mà mái Nhật và mái Thái thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm quý vị nhé. Và không gian tiếp theo chúng ta đến, tất nhiên rồi quý vị ạ, đây chính là không gian phòng bếp.
Phòng bếp này ở đây thì gia chủ chúng tôi thì có đặt một bộ bàn ăn rất là lớn dành cho từ khoảng tầm bàn này có thể được chứa đến 10 người đấy nhở? Từ 8 đến 10 người, từ 8 đến 10 người. Thì ở đây thì chúng tôi thiết kế một cái khu vực bếp để hình chữ Y như thế này. Đó, thì chúng ta có một kệ bếp, có một tủ lạnh và một khu vực vệ sinh ở phía sau. Thì khu vực vệ sinh này khá là thuận tiện. Như quý vị thấy thì khu vực vệ sinh này sẽ là khu vực vệ sinh chung cho tầng 1. Và thứ hai là khu vực vệ sinh này thì có điều đặc biệt là có một cái bồn tắm rất là thoải mái để gia chủ có thể sử dụng. Và điều đặc biệt thứ hai là khu vực nhà vệ sinh này sẽ thông cùng với phòng của các bé ở vị trí này, nó cực kỳ thuận tiện trong quá trình sử dụng của mọi người. Đây và rồi, không gian cuối cùng của chúng ta thì chúng ta sẽ đến với một phòng mà phòng này là dành riêng cho hai bé còn lại, hai bé nhỏ của gia đình. Ở đây thì quý vị có thể thấy, bước vào đây thì thấy là có hai một chiếc giường này khá là xinh xinh này và nhỏ nhắn, ở giữa thì có thêm một cái hệ tủ nữa để cho các bé. Ở phía này là góc học tập. Và vừa nãy thì anh Hùng có giới thiệu đó, đó chính là đây, nhà vệ sinh này sẽ thông cái phòng ngủ này thì sẽ thông ra nhà vệ sinh ở phía bên này bằng cửa này. Đó, rất là tiện lợi đúng không ạ? Thường thường thì các bé của chúng ta ấy thì buổi tối khi mà dậy có nhu cầu đi vệ sinh thì có cái cánh cửa này thì rất là hợp lý. Ở đây cũng có thiết kế thêm một hệ cửa sổ. Cửa sổ này thì cũng giúp chúng ta điều hòa không khí và lấy sáng vào gian phòng. Và phòng ngủ này thì có một thiết kế rất là đặc biệt. Từ đây chúng ta có thể đi thông qua không gian bếp này. Và từ không gian bếp chúng ta có thể đi xuyên qua một sảnh phụ ở phía bên hông nhà. Thì sảnh phụ này là lối tiếp cận thứ hai của ngôi nhà nữa. Nó chúng tôi đã nói rất nhiều ở các video là tại sao chúng ta thường có từ 2 cho đến 3 sảnh phụ nhé, từ 2 cho đến 3 lối tiếp cận vào nhà để tạo sự thuận tiện cho gia chủ. Chúng ta nhiều khi không cần, chúng ta có việc ấy, chúng ta không cần đi qua phòng khách, ví dụ nhà đang có khách, chúng ta hoàn toàn có thể đi qua khu vực sảnh phụ để vào khu vực bếp. Đó, nó cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái khu vực này cũng là khu vực để dẫn ra vườn phía sau, cũng như là cái khu vực mà chúng tôi đã để là nơi để gia chủ tận dụng để làm sân phơi, cũng như là nơi để gia chủ để tận dụng để đỗ xe đó. Và vừa rồi thì Hùng và Huyền cũng đã giới thiệu chi tiết về căn nhà của chị Mai Thị Liên tại Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và nếu quý vị yêu thích căn nhà này, hoặc nếu quý vị có gần đây nhé, thì quý vị có thể đến tham quan căn nhà. Và nếu quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home, hoặc là mong muốn Mark Home thiết kế cho căn nhà của quý vị, thì quý vị hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì hãy đến với cảm nhận của chủ đầu tư thông qua bài phỏng vấn cùng Ngọc Huyền. Quý vị thân mến, hiện tại thì Ngọc Huyền đang ngồi cạnh chị Liên, chủ đầu tư của công trình. Em chào chị Liên ạ. Chị ơi, thì chị cho em hỏi một chút là lý do tại sao mà chị lại biết đến Mark Home, và tại sao mà chị lại lựa chọn Mark Home làm đơn vị thiết kế và thi công nhà ở của riêng mình ạ? Chị xem cũng ở trên YouTube ấy, xem tìm hiểu rất là nhiều các công ty thiết kế, nhưng mà chị thấy Mark Home là công ty mà có nhiều mẫu nhà đẹp. Và nói chung là chị cũng xem và tìm hiểu nên là quyết định lựa chọn công ty Mark Home làm thiết kế nhà chị. Vậy thì chị có thể cho em hỏi thêm đó là thời điểm mà nhà mình thi công xong công trình này thì không biết là có kinh phí khoảng tầm bao nhiêu chị? 900 em ạ. 900 triệu đúng không? Đây là đã chọn gói hết rồi. Vậy thì em được biết là chị cũng vào căn nhà này ở một khoảng thời gian khá là dài. Thì không biết là trong cái thời gian mà chị ở đây thì chị cảm thấy là cái cách bố trí mặt bằng công năng là như thế nào, và chị cũng cảm thấy hài lòng với nó không ạ? Chị thấy hài lòng vì ở trong cái không gian này thoải mái. Dạ. Mọi người đến đây ai cũng khen. Mình cũng thấy thoải mái. Dạ. Vâng, vậy thì rất là tốt ạ. Và chúng em rất mong là sau này thì sẽ có nhiều cơ hội và hợp tác với chị thêm nhiều căn nhà hơn nữa chị Liên nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng trò chuyện qua với chị Liên, chủ đầu tư của công trình. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu nhà này? Hãy để lại bình luận ngay dưới video và cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.